Uyên Thi xin kính chào quý vị trong chương trình 5 phút vào bếp với Uyên Thi Cái món ăn ngày hôm nay đó là món gà xé mọi Vật liệu chính vẫn là gà Và gà thì Uyên Thi đã chặt đầu cũng như chặt cánh, chặt chân bỏ vào trong nồi nấu nước đèo trước Phần này là phần con gà nguyên Thì Uyên Thi sẽ nhét gừng vào trong cái bụng con gà Để Uyên Thi luộc cho cái thịt gà nó ngon Mới đầu chúng ta sẽ luộc lửa lớn cho lửa cho nước nó sôi bùng lên mình vớt bọt dơ đi mình bỏ thêm một củ gừng vào à, tất nhiên một củ gừng mình bỏ một nửa vào bụng và một nửa mình để ngoài sau đó mình dùng cái nước này mình có thể làm canh mình hấp chẳng hạn trong thời gian chúng ta luộc gà đó thì cái phần vật liệu để mà mình làm gà xé mọi thì sẽ có một bó rau răm lớn thưa quý vị quý vị thấy rất là nhiều rau răm nguyên một bó hành lớn quý vị Uyên thi thích ăn hành nhiều cho nên Uyên thi làm hai bó hành luôn nếu mà người nào mà không biết ăn hành thì không bỏ vào Nhưng mà thật ra nếu mà mình không bỏ hành á, thì mất ngon nhiều lắm thưa quý vị Uyên Thi sẽ chẻ nó ra làm hai hoặc là làm tư Cho nó nhỏ lại một chút để cho nó dễ chín hơn thì nó sẽ đỡ hăng hơn thưa quý vị ớt thì Uyên Thi muốn cho nó đẹp bởi vì trong cái gà xé mọi này nó chỉ là hành với rau răm thôi Uyên Thi sẽ dùng trái ớt bự à, như vậy và Uyên Thi sẽ cắt ra thành từng những cái khoanh Uyên Thi chỉ xài 3 trái ớt hiểm mà thôi để cho nó có vị cay. Bởi vì cái này có vị cay mới ngon. Nếu mà quý vị nào làm cho các con của mình á. Ăn mà có bé bi đó. Nhỏ đó. Thì quý vị đừng có bỏ ớt vào. Quý vị chỉ cần à, làm hành rau răm mà thôi. Mình bóp như vậy thôi. Với lại tiêu thôi. Đừng bỏ ớt. Hoặc là mấy em nhiều khi cũng không ăn được tiêu nữa. Trong cái phần gà xé mọi này chỉ dùng chanh mà thôi. Không dùng giấm thưa quý vị. Và chanh á. Mình cũng không có pha. Không có bỏ đường gì hết. Mình chỉ bỏ... À, cái... À, coi như là chanh mình cắt ra như vậy để một chút mình vắt chanh vô thôi mình sẽ cho vào trong này hai muỗng cà phê muối nha thưa quý vị luộc như vậy khoảng chừng 30 phút cho tới 40 phút sau đó quý vị tắt lò đậy nắp lại khoảng từ 5 tới 10 phút và chúng ta sẽ dở ra như vậy là bây giờ mình sẽ lấy gà ra xương đồ thuyền thì vẫn để đó cho nước lèo nó ngọt và để một chút mình làm miếng một miếng canh gà xé mọi này quý vị không có để nguội bởi vậy mình mới nó nó mới khác nhau một chút và bắt buộc chúng ta phải đeo bao tay vào nóng lắm mình mua gà tươi đó thưa quý vị chứ đừng có mua gà dai gà dai ăn dai lắm nguyên thi là không thích nguyên thi lại thích gà tươi hơn đầu tiên hết nguyên thi sẽ bỏ cái hành vào trước hành hồi nãy nguyên thi đã bẻ đã ấy rồi quý vị bẻ ra xé ngắt nó ra chứ đừng có cắt nha thưa quý vị tại vì nó dập cái hành này nó mới ngon và nó làm cho thơm đó rồi rau răm mình cũng cho vào một nửa và mình bắt đầu xé con gà nóng lắm mình sẽ xé lấy cái ức ra và quý vị biết cái độ nóng của gà như vậy đó nó sẽ làm cho cái rau răm cũng như hành là nửa sống nửa chín rất là thơm quý vị nào không thích ăn da thì mình có thể bỏ, bỏ da bớt ra mà vì nóng đó cho nên quý vị cũng khó có uh, có làm để cho nó được đều xé cái con gà này mình lấy cái xương ra nó rất là nóng nhưng mà quý vị phải trộn nóng như vậy thì cái hành và cái um, cái, cái, cái cái rau răm đó, nó mới thơm vô cái thịt gà nó mới ngon thưa quý vị vật liệu chính thưa quý vị để cho làm cho nó có thêm mùi vị của cái món gà này đó là nước mắm ngon mà để nguyên chất nha thưa quý vị quý vị bây giờ quý vị chế vào tùy theo con gà cũng như tùy khẩu vị của từng gia đình mà mình chế nhiều hoặc là ít đó đó thì chế khoảng chừng nãy giờ là khoảng chừng 2 muỗng canh cho tới 3 muỗng canh nước mắm và mình sẽ cho vào tiêu tiêu đen nhiều một chút trong gà sấy phay cũng cần phải có tiêu thưa quý vị rồi nguyên thi sẽ cho vào một ít ớt bột khoảng chừng một muỗng cà phê nếu quý vị ăn được cay thì bỏ nhiều ớt thường bỏ vào hết và ớt hiểm bỏ vào luôn rồi chanh bây giờ bà chanh bắt vào đầu vắt vô nè uhm, chưa ăn mà đã thấy ngon rồi thưa quý vị Wow, cái mùi mùi rau răm và mùi hành nó nó xông lên rất là thơm wow hấp dẫn cái này mình làm ra ăn liền nóng hổi nhưng cái vị nó rất là đặc biệt bởi vì có nước mắm ngon và một lần nữa Huyền thì chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới với một món ăn mới.